Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo có thêm 6 thành viên đội tuyển U23 Việt Nam nghi nhiễm COVID-19 sau chiến thắng U23 Singapore. Đáng ngại, trong số 6 thành viên gồm 5 cầu thủ và 1 trợ lý huấn luyện mới nghi nhiễm COVID-19, có 3 cầu thủ từng tham gia trận thắng 7-0 trước U23 Singapore vào tối ngày 19 tháng 2. Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam còn lại 18 cầu thủ có kết quả âm tính với COVID-19. Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng sẽ không phát sinh thêm, bởi chỉ còn 2 ngày nữa là thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam bước vào trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C với U23 Thái Lan.